bàn thắng siêu phẩm của Yaman 80% may mắn, 20% thiên tài. Liệu có quá sớm khi tung hô bàn thắng của Yaman giúp Tây Ban Nha loại Pháp khỏi Euro 2024 là một pha dứt điểm thiên tài? Sau trận đấu, huấn luyện viên tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente, hết lời ca ngợi pha ghi bàn của cậu học trò khi gọi đó là một pha dứt điểm thiên tài của một thiên tài. Cựu tiền đạo Anh Gary Lineker thậm chí còn cho rằng Yaman đã vươn tầm trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới. Phút 21 trong trận bán kết Euro 2024 với Pháp trên sân Allianz Arena, cầu thủ trẻ Lamine Yaman tỏa sáng với bàn gỡ hòa 1-1 cho Tây Ban Nha. Sau khi nhận bóng bên ngoài vòng cấm, tiền đạo cánh 16 tuổi đảo người rồi cứa lòng chân trái từ khoảng cách 25m, đưa bóng vào góc cao khung thành Pháp. Tuy nhiên độc giả Kiêu Trang vang rằng, yếu tố may mắn chiếm phần chủ đạo, đúng là bàn thắng quá đẹp. Nhưng không thể phủ nhận yếu tố may mắn chiếm đến 80% trong pha dứt điểm này. Thực tế, không dễ để Yaman có được lần thứ hai làm được điều tương tự như thế này. Đồng quan điểm, bạn đọc Bùi Thế Minh nhận định, cú đảo người sút bóng kiểu này theo tôi cũng chỉ ở mức khá thôi, chứ nói thiên tài thì có vẻ hơi quá. Ngay cả những cầu thủ nghiệp dư chơi bóng cũng áp dụng kỹ thuật cứa bóng này thường xuyên. Ngay trong trận này, Yaman cũng sút xa một lần nữa nhưng bóng bay chệch gôn cả mét. Tương tự là một cú sút của Mbappe. Trong khi đó, không đồng tình với những nhận xét khắt khe về bàn thắng của Yaman, độc giả Vũ Quang Bắc cho rằng đây là một siêu phẩm cực kỳ đẹp, nó mang dáng dấp của một huyền thoại lớn. Quả đúng như nhận định của Messi, Lamine Yaman sẽ là ngôi sao mới trong bóng đá. Đây chắc là bàn thắng đẹp nhất kỳ Euro lần này. Đúng là không thể tin nổi một cầu thủ 16 tuổi lại có thể tung ra một cú sút chích mũi dày như vậy, bạn đọc Phượng Sồ nói thêm. Thán phục khoảnh khắc thiên tài trong bàn thắng của Yaman. Độc giả Nguyễn Hoàng kết lại, tôi thích nhất khoảnh khắc thiên tài trong bàn thắng của Yaman. Nó hội tụ tất cả từ khả năng quan sát, di chuyển đi bóng, kỹ thuật sút. Yaman chắc chắn sẽ còn tiến xa nữa trong sự nghiệp. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.